Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: sát hại nữ sinh giao gà, kẻ mang bộ mặt cô hồn nhất đã thành khẩn khai báo hết tất cả. Theo tin từ báo Pháp Luật, bị can Bùi Văn Công đã thành khẩn khai báo sau thời gian dài ngoan cố đối phó với cơ quan công an. Liên quan tới vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên ở Điện Biên, hôm nay Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công an Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên ít nhất. Có nhiều thông tin đã được báo cáo cho tướng Vương, song vì yêu cầu nghiệp vụ nên không được phép đưa tin ra ngoài. Cũng theo tờ báo, Thượng tướng Lê Quý Vương đã yêu cầu đóng băng mọi thông tin liên quan đến công tác điều tra với báo giới. Dù vậy, tờ báo Pháp Luật cũng hé lộ hai thông tin mới liên quan đến diễn biến của vụ việc. Thứ nhất là cảnh sát đang xoáy vào một nhân vật để làm sáng tỏ thêm các tình tiết của vụ án. Thứ hai là Bùi Văn Công đã thành khẩn khai báo sau nhiều ngày ngoan cố giở mọi chiêu trò để đối phó với công an. Đã có 9 đối tượng bị khởi tố bắt giam trong vụ án này, đó là Bùi Văn Công sinh năm 1975, Bùi Thị Kim Thu sinh năm 1975 là vợ của Công, Vương Văn Hùng sinh năm 1984, Lường Văn Hùng 1991, Lường Văn Lã 1991 và Phạm Văn Nhiệm 1976, Phạm Văn Dũng 1972 và Cầm Văn Chương 1974 và cuối cùng là Vì Văn Toán 1982. Và theo ghi nhận của tờ An ninh Thủ đô thì Bùi Văn Công là gã có bộ mặt cô hồn nhất trong số những bị can bị khởi tố và bắt giam. Trong lời khai trước đó của một số bị can của cơ quan điều tra, chúng nói vì Văn Toán thuê 10 triệu đồng để bắt cóc nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Toán là nghi can thứ 9 bị khởi tố bắt giam với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cũng được xác định là kẻ có vai trò chủ mưu trong vụ án này. Trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, dù một đối tượng khai bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, song câu hỏi vì sao chúng lại chọn nạn nhân Duyên để gây án ẩn chứa nhiều ẩn số, trong khi nhà của nạn nhân là chỉ giao gà và đi trên một chiếc xe quay cùi bắp. Trong một lần trao đổi với báo chí, luật sư Trần Văn Thành cũng nhận định dù kẻ chủ mưu khai có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng các đối tượng liên quan sau khi thực hiện hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp và giết nạn nhân lại không lấy tài sản mà lại đem bỏ lại ở những nơi hoang vắng khác nhau. Vì kẻ chủ mưu là Vì Văn Toán, hôm 8 tháng 4, tờ báo Dân Việt đã có dẫn lời của Đại tá Tán A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay, Toán rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt và không nhận chịu mình là đối tượng cầm đầu thuê Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng bắt giữ nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Đại tá Tủa khi đó nói, công an tiếp tục điều tra vụ án theo hướng Toán là kẻ chủ mưu. Và mới đây thì Trần Thị Huyền Trang sinh năm 1992 trú tại Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã bị công an triệu tập để làm rõ việc Trang đăng tin sai sự thật trên Facebook về vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại. Tờ Thanh Niên dẫn tài liệu điều tra cho hay, sáng ngày 8 tháng 5, Trần Thị Huyền Trang đọc được bài viết có nội dung bắt một thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên tên là A vì có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Và Trang đã sao chép lại nội dung này đăng tải trên Facebook cá nhân với mục đích thu hút nhiều người xem phục vụ việc bán hàng online của mình. Các cơ quan chức năng đã xác định công an Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào có tên là cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên và cũng không có cán bộ nào tên A như nội dung đã đăng tải trên mạng. Và hiện tại là Trần Thị Huyền Trang đã bị xử lý và vi phạm hành chính và đã được thả trở về. Qua đây cho chúng ta thấy là bây giờ an ninh mạng rất nghiêm khắc, chúng ta không nên đăng những cái tin bừa bãi như vậy rồi làm ảnh hưởng và làm đi lệch lạc và giống như là đánh thông tin của vụ cô gái giao gà Điện Biên sang một hướng khác. Và đặc biệt là cái tin mà kẻ chủ mưu mang bộ mặt cô hồn nhất đã thành khẩn khai báo là cái tên mà Công này nè, thì hiện tại là nhìn bộ mặt của hắn ta là biết được một người của hắn ở phần nào rồi, mà lúc đầu ngoan cố giống như mình không có chuyện gì, cho thấy đây là một tên hết sức lương lẹo. Nếu như hả cứ nói vào tụi nó dân trí thấp thì lại chạm đến tụi nó nói là lòng tự ái. Nhưng mà nhiều khi chính đối tượng này thì cũng chẳng có ai mà nhìn bộ mặt mà xem mà giống, nếu mà nói thẳng thì cũng chẳng giống con người được. Hành vi của tụi này giống như hết sức dã man và cầm thú, chỉ với một cô gái trẻ và đang học ở một cái tương lai tươi sáng như vậy, chỉ vì mà ham muốn của lũ này mà để làm cho gia đình của nạn nhân và em Cao Thị Mỹ Duyên như vậy.
Và qua đây cũng mong là pháp luật sớm có một mức án mà cao nhất để dành cho chính đối tượng này, để răn đe những người mà có ý định giống như trường hợp như của tên Công này. Đó, và đặc biệt là vì Văn Toán nói là thuê để bắt cóc tống tiền, thì nếu mà tống tiền phải nhắm vào một đối tượng nào đó giàu có, chứ không thể là một em cao thị mỹ duyên mà chỉ đi bán gà ở ngoài chợ hay là giao gà hàng ngày phụ mẹ mà lại có tiền. Đặc biệt tên Tai thì cũng chẳng có vàng dòng gì hết, làm sao mà để tống tiền em này được. Chắc chắn là phía sau còn một cái ẩn chứa nào đó. Mong cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra hơn, lấy lại công bằng cho gia đình của em Duyên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy chia sẻ video này đến mọi người để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn nút đăng ký để xem những video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.